Rồi, xin chào anh em chào bác. Thì tiếp tục sáng hôm nay là em test con Amly Acuphase E408 nhé, 408 để gửi cho bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với con 408 và đây là bộ em sẽ test chung với một bộ combo vừa con CD và vừa con Amly để cho anh em thấy là cái độ đẹp và cái combo đúng đời của nó nha. Chúng ta thấy bỏ 55V hoặc cao cấp hơn ta lên 65V nhá. 65V mặc dù nó đời hai số nhưng mà tiếng nó cực kỳ hay em nhá, nó ăn đứt những cái con 500 luôn á, không phải là vừa nha. Đấy. Tại shop em thì 55V đó là một con CD kim giai mã DAC rất là hay, trong cái tầm giá này chỉ có vỏn vẹn 50 triệu đô lại. Thì nó là một con CD mà được rất là nhiều anh em chơi. Thứ nhất là tiếng CD rất hay, và thứ hai nữa là tiếng giải mã của nó ra rất là ok, tuyệt vời, để cho anh em kết hợp vừa chơi CD và vừa chơi nhạc mạng anh em nhé. Thì tại vì bây giờ nhạc mạng rất là nhiều và nhạc CD thì cũng có cái giới hạn của nó. Cho những anh em chơi chuyên thì chúng ta hãy chơi CD, và những anh em chơi nghe nhạc mạng nhiều chúng ta hãy kết hợp cùng với một con đầu như thế này, combo để chơi nhạc mạng rất là ok. Ở đây thì CD Acuphase thì tạm thời em đang có 4 con, 2 con 55V, một con 400 và một con 500. Rồi anh em nhé. Đây 55V nữa đây. Đó. Combo rất là nhiều anh em chơi nha. Đây. Và hôm nay là đây là con Amly Acuphase E408 nha. E408 em test để gửi cho bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn tuyệt đẹp anh em nha. Đối với 408 và 407 thì cái công suất của nó lên đến 180W cho loa 8 ohm. Một công suất rất là lớn anh em nha. Như vậy là lớn lắm. Và 408 thì nó khác với 407, là 407 thì nó có cái nút, nó sẽ các nút sẽ nằm bên ngoài. Còn 408 thì nó là có nắp che. Đây. Rồi, và hôm nay thì em sẽ test nguyên combo này cùng với cặp loa BBK803D3 để mời anh em thưởng thức nha. Thank you.
trên khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết. Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu. Rồi, một con Omly Acufe E408 đánh với cặp 803D3 rất là tuyệt vời trong cái tầm giá này. Thì anh em có cảm nhận được là cái trung âm, cái tiếng trung của chúng ta rất là dày và tiếng bass rất là sâu, khỏe, những âm sắc rất là chi tiết anh em nha, rất là tuyệt vời. Và tới đây thì em cũng xin kết thúc clip. Thì để em tiến hành bắt khách hàng thứ ba giao, thì hôm nay em test và chuyển điện 220V dùm cho bác luôn. Thì thứ ba giao hàng cho bác nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu những sản phẩm còn lại, ví dụ như là CD hay là 407 hay là 250 đấy, em còn 480 đây, 480 rebound đấy, anh em chọn sản phẩm nào hãy alo ngay cho em nha. Xin cảm ơn.